Sáng qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cựu Phó Chủ tịch tỉnh và nhiều lãnh đạo sở ngành hầu tòa do gây thiệt hại trong quá trình bán đấu giá 262 lô đất. Các bị cáo đưa ra xét xử trong phiên tòa này gồm Nguyễn Chí Hiếu, cựu Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Phú Yên, Nguyễn Thị Nở, cựu Phó Giám đốc Sở Thầy Chính, Mai Hắc Lợi, cựu Phó Giám đốc Sở Thư Pháp, Ngô Quang Phú, cựu phó giám đốc sở tài nguyên môi trường và Nguyễn Ngọc Duy, cựu cục phó cục thuế Phú Yên. Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến tháng 9 năm 2017, trong quá trình bán đấu giá quyền sử dụng 262 lô đất thuộc dự án khu dân cư phía Bắc, khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa, năm bị cáo đã cho phép thực hiện các thủ tục hỗ trợ giảm giá 5% sai quy định pháp luật, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 8 tỷ đồng. Bà Ngô Thị Điều, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty An Phú Thịnh đã trúng đấu giá toàn bộ 262 lô đất với số tiền 162,4 tỷ đồng. Sau đó, bà Điều không xây dựng căn hộ để bán lẻ theo chính sách hỗ trợ mà bán toàn bộ số nền đất với giá 328 tỷ đồng, hưởng lợi đến 168 tỷ đồng. Bà Điều sau đó bị khởi tố và bắt tạm giam vì tội trốn thuế. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 3 ngày.